Chúa vui mừng để đón Chúa sinh ra đời là một cái đấng là đấng cứu độ của nhân loại. Chúa đem đến cái tình thương yêu cho tất cả mọi người trên thế giới. Ngày hôm nay thì mình cũng chung với mọi người là cầu ước bình an và hòa bình cho tất cả toàn khắp nơi trên trái đất này. Chúng con được dồi dào sự sống tình linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin mời các bạn trẻ chúng ta cùng ngồi xuống để xin.